thật ra là tại vì tính em hơi đàn ông, em chỉ muốn là tập cho phở một cái thói quen thôi. Một là sức chịu đựng, lỡ như phở hơi lùn nữa mà đi ra đường, ví dụ ai mà đánh phở thì phở sẽ, nếu như phở không đánh lại được người ta thì sức chịu đựng của phở cao và người ta đánh phở không thấy đau. Cái thứ hai á là nếu như mà có người đánh phở đi, phở nói tại sao cuộc đời mình khổ vậy, bị con Thảo đánh là đủ rồi, tại sao còn để cho người ta đánh, mình phải đánh lại một lần mới được, đúng không? Dạ, đó là em tạo cho phở một cái tính, gọi là một là sức chịu đựng, hai là gọi là chống lại người khác được. Dạ. Sao nãy giờ tôi lên hỏi nó không nói được vậy ta?